sẽ tiếp tục với cái clip con gấu có cuộc sống trong mái trách như thế nào phần 2. Và nếu như mọi người thích clip của Mèo thì mọi người đừng quên nhấn like và sub cho Mèo nhé. Và các bạn hãy nhấn vào cái chuông để có thể nhận những video mới nhất từ Mèo Channel nha. Và bây giờ thì chúc mọi người xem clip vui vẻ. Trời ơi, nực quá. Tao kêu mày ở nhà đi, mày không chịu ở, mày đi đòi đi heo làm cái gì? Ở nhà cho mấy dân làng nó cột tôi nữa hả? Thôi, tao chỉ đi mua đồ rồi xíu về mà. Mình xuống núi mình đi mua đồ xíu thôi, bây giờ xuống đây không có tiết đâu. Một hồi chắc mày chảy mỡ hết trơn, mày thành con chó thiệt luôn á. Thôi, không có làm chó đâu. Nực quá à, giờ phải sao? Ê, đi kiếm cho nào tắm để tao đi mua ít đồ cái đã. Được rồi, vậy tôi đi kiếm cái hồ rồi tôi bơi nha. Ờ, đúng rồi. Ê, đây. Ui. À, chú bắt ngọc lục bảo rồi, ok, đang cần ngọc lục bảo đây. Cho tôi một cái ngọc lục bảo. Có thêm được không? Cho thêm đi. Cho tôi thêm ngọc lục bảo đi. Ok, có đầy đủ rồi. Dập. Một cục nữa. Dập, ok. Mấy ông này bắt đầu mắc quá. Ok, thank you. Chào bác, bác có bán ngọc lục bảo không? Tôi hết giấy rồi, phải tìm cái khác. Chú có bán ngọc không? Ok, ông này cũng không có bán. Cứu tôi với. Tiếng gì thế? Mèo ơi, cứu tôi với. Gì vậy? Tôi bị kẹt ở dưới cái hẻm núi này nè. Ở đâu? Cái hẻm gì ở đâu? Hẻm núi này nè. Đâu? Đang đi bơi nãy cái hồ trượt chân té xuống đây rồi. Ủa, nó đang ở đâu vậy trời? Ở cái khe núi nè. Đâu? Đang ở đâu? Tôi dưới này nè, dưới cái dưới khe núi nè. Nào? Có chân té. Trời ơi, sao mày xuống dưới được vậy? Tôi đang chạy cái tôi trượt chân tôi té dưới này nè. Đó, sao mày chạy mày không nhìn đường mà mày trượt chân mày té xuống dưới này? Đâu có biết đâu, giờ sao lên? Kiếm coi. Bên này có cái đường này, tôi nghĩ là tôi nhảy qua được á. Cái đường nào? Không biết nữa, nhảy qua nha. Đường bên nào? Nhảy mày qua nha. Ê! Nông ơi. Lại thêm một con gấu nữa. Là lần này nó chết thiệt rồi. Ê trời ơi, cái gì mà chết hoài vậy? Thôi tôi nuôi con gì cũng chết vậy trời ơi. Trời ơi, chết nữa rồi. Nó chết nữa rồi. Tại sao tôi nuôi con nào nó cũng chết hết vậy? Ông trời thật là quá bất công, quá bất công. Tôi chỉ muốn nuôi những con thú cưng rồi. Bây giờ lại thêm một con gấu nữa chết rồi. Ủa, con gì bên kia vậy? Con gì đây? Tại sao con khóc? Ủa, con gì mà đang nói chuyện mình vậy? Mày là con gì vậy? Ta là ông thần của hồ nước này. Ông thần của hồ nước này là cái hồ này đúng không? Ông mau trả cái con. Không, cái thần của cái hồ nhỏ bên này nè. Hồ nhỏ bên nào? Để ta xây đường qua cho con đi nha. Ôi, mình phải đi qua, không được nhảy. Nè, có chỗ tôi đi qua, tôi không cần xây đường cho tôi qua đâu. Ta xây xong rồi, sao con không đi? Ê, ông già, ông rảnh quá, ông đi qua bên này coi. Qua đây tôi mới hỏi chuyện ông, tại sao ông ở trong cái hồ nước bên này đúng không? Đúng vậy. Vậy cái hồ này là của ông thần nào? Cái hồ đó là một lần hắt xì của ta. Sao ông đánh tôi? Ta qua tay ta đuổi mấy con ruồi thôi mà, ta đâu có quánh ai đâu. Thường ta vẫn mỗi sáng ta tập thể dục nè. Mẹ ta dạy ta tập thể dục 1, 2, 3. Tập thể dục buổi sáng, giờ hai tay lên trời. La 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 la. Ông này có phải là ông thần không trời? Dĩ nhiên ta là thần rồi. Ông là thần mà sao thành thù không nhìn kỹ quá vậy? Bộ thần hình thù phải như thế nào hả? Tôi thường tôi biết thần là phải có cái cây khuất trần, phải có râu dài tới rút, bận một bộ đồ màu trắng ở phía sau có ánh hào quang. Chứ đó là thần, đó là thần hồi xưa rồi, hôm nay là thần 2017 khác. Thần 2017 là thần gì, cái mũi gì đó, mũi gì vậy? Ta biến rồi, ta có phép đó, con nhìn đây. Wow. Ta là thần của 2017 đó. Ta có phép này, không thấy hả? Ủa cái gì mà vòng vòng không vậy? Ông là ông thần thiệt hả? Thiệt. Muốn ta trưởng vô một cái. Ơi, khỏi. Cảm ơn không cần đâu. Ví dụ như con cừu đằng kia. Ồ, thiệt không? Thấy không? Thấy vâng. Đây con phan từ. Ôi trời. Để con tập trung, bây giờ. Rồi ok, đủ rồi. Ta sẽ cho con cừu đó một trưởng. Wow. Wow. Thôi, lần này ta già, ta trưởng yếu quá. Ôi. Chết con cừu thiệt kìa. Đó, ta nói ta là thần mà con tin ta chưa? Hay là muốn ta trưởng với một cái? Con tin nè. Tại sao con khóc? Dạ cái con. Đừng có là gần ta tập thể dục của ta bay, ta quơ xuống nè. Lần hắt xì của ta thôi là nứt cả dính núi. Dạ con đứng bên đây ăn ta thằng này. Đúng rồi, để yên, ta đang tập thể dục. Ta vừa hết vừa nói chuyện nha, tập thể dục. Sao? Con gấu của con nó nực quá, nó muốn đi tắm. Ồ, chuyện gì sao mình đây? Quên. Đây, sao?
Con gấu của con sao? Nó nói nó đực quá, nó muốn đi tắm. Rồi, sau đó nó chạy nó không nhìn đường rồi cuối cùng nó té xuống đây nó chết. Ông có thể hồi sinh nó dậy được không? Nó té xuống đây giống vậy hả? Quên. Ta là thật mà ta bay lên. Và con gấu của con nó bị như thế nào? Khoan. Nó chết, té xuống mà nó chết, nó không bay lên như ông được. Ta là thần đúng không? Thì bây giờ tôi sẽ nãy giúp... giờ tôi thấy ông làm kiểu hơi bị nhiều rồi đó, không ông không giống thần gì hết sao ông tới ngày... Con nói nhiều đúng không? Dạ không. Con nay con chán sống rồi hả con? Dạ không, con không chán. Đừng để thắt xì vô mặt con nghe con. Con xin lỗi. Ta bự lắm á. Con xin lỗi thần. Thì con gấu của con á, thì cũng ta cũng cảm thấy cảm động vì con có một con gấu trắng mà nó dám đi ở giữa mùa hè của cánh đồng của ta. Vâng, tại vì nó đòi đi theo con kêu nó ở nhà nó không chịu ở nhà. Rõ là con gấu đó ngu thật. Sao mà ác xì vậy, bây giờ hồi sinh con gấu của con vậy đi. Ta là thần nhưng mà ta không phải là hồi sinh được. Vậy ông có thể lấy mạng người ta nhưng ông không thể hồi sinh người ta vậy à? Đúng vậy. Tại sao? Thần cái gì kỳ vậy? Ta là thần sức mạnh mà, con muốn chết đâu hả? Hả? Thôi bỏ đi, bây giờ làm sao để có con gấu của tôi nó trở về với tôi? Thì con hãy đi theo hướng nào ta quên là hướng này. Chắc con là... hãy đi hướng đó, tìm một cái đầm lầy và lấy xuồng bơi dọc theo bờ hồ này. Con sẽ tìm được nhà của một tên đạo sĩ thúi ở trong rừng. Đạo sĩ thúi? Đúng vậy, đó là học trò của ta. Thì hắn theo tà đạo, hắn rất là tham lam nhưng hắn có thể hồi sinh được những thứ đã chết. Nếu con trao đổi cho hắn một thứ mà hắn muốn, đó là một thứ rất là nguy hiểm, thì hắn có thể hồi sinh được con gấu thúi của con vậy. Khoan đã, cái ông đạo sĩ thúi đó chính là đồ đệ của ông đúng không? Ừ, đúng vậy. Và ông có một cái khả năng là hồi sinh người chết. Ừ. Ông là sư phụ kiểu gì mà ông không có khả năng đó? Tại vì tao không theo tà đạo. Thôi nữa tao hắt xì vô mặt bây giờ. Vâng, hiểu rồi. Muốn tao hắt xì vô mặt không? Ok. Vui vẻ đi. Thôi, con không cần. Cảm ơn ông nha. Rồi. Cảm ơn nha. Tôi cảm ơn ông rồi mà. Còn nói nhiều nữa hả? Đi không? Tôi định cho ông thịt ông ăn đó. Ok, mình tìm được cái dòng sông rồi. Yay. Có một cái thuyền luôn. Ok, may quá. Được rồi, đi thôi. Mình sẽ đến tìm cái ông đạo sĩ thúi gì đó. Và sau đó mình sẽ kêu ông ấy hồi sinh con gấu của mình vậy. Tại vì sư phụ của ổng hắt hơi cho nên con gấu mình mới chết. Ông sư phụ đáng ghét. Thôi, chèo theo cái đường này đúng không? Chúng ta phải chèo... Ôi chết cha chưa. Ui, bây giờ chỗ này làm sao đây? Rộng lớn quá. Hồi nãy ổng nói là chèo theo cái đường đúng không? Ok, thì mình sẽ chèo giang bờ thì xem sao. Ổng chỉ kêu mình chèo theo, giang theo cái con sông này thôi chứ không có đi đâu xa. Ok. Ok, hay rồi. Chắc chắn là cái nhà ở giữa hồ này rồi. Nhà của một ông đạo sĩ thúi thì ông này có vẻ như có vấn đề về thần kinh khi mà làm đệ tử của ông kia. Cho nên là ông sẽ xây một cái căn nhà mà ở tít tìm tịt ở giữa cái chỗ này như thế này đi. Ok. Ok, nhà ông đạo sĩ thúi ở đây rồi. Ôi trời, ông đâu kìa. Ông đạo sĩ thúi. Cái thằng nào mất dạy, con nào mất dạy, sao tao có thúi đâu, hôm qua tao mới tắm mà thúi cái gì là mà thúi. Sorry. Có người nói với tôi là ông là một ông đạo sĩ thúi và ông có khả năng là... Thằng nào mà có lỗ mũi tệ với mình mẩy tôi là thơm tho ở giữa rừng hoa vậy mà nói tôi thúi. Cái lỗ mũi tệ ý ông là sao? Lỗ mũi người ta bự gì nè, thấy không? Hít thở không khí trong lạnh vậy mà thúi cái gì? Và có một cái nốt ruồi lên trong... Ê, mày á! À. Ê, sao? Kiếm tôi có chuyện gì không? Nhà tôi. Để tôi kể cho nghe. Cho tôi nghỉ mệt xíu trời. Rồi. Ông biết tôi tìm cái nhà ông cực gì đâu luôn, biết điều đó không? Tôi kể cho ông nghe. Rồi sao? Tôi có gặp một ông thần. Ông đó. Cái thằng nó tự nhận nó là thần đúng không? Đúng rồi. Cái đó là cái con người đá hành tinh thôi chứ thần thiết gì? Người đá hành tinh? Ừ. Ủa chứ không phải là ông thần hả? Thần gì, mới đầu nó dụ tôi, nó nói nó là thần á. Nhưng mà thật ra nó người đá hành tinh thôi. Nó dạy cho tôi phép nè. Nhưng mà tôi không theo học nó nữa, nó dạy dởm quá à. Dạy dởm? Nè, hát xì riết, muốn nát mặt tôi luôn. là ông hát xì rồi, ông mới có được có một vùng ở trên mũi hả? Không, cái này là bẩm sinh có. Bẩm sinh. Nhưng mà tôi bỏ một cái vấn đề đi. Ông nói là ông có thể hồi sinh người chết đúng không? Sao cô biết? Ngày nói thì ông nói hả? Cái con người đá hành tinh nó nói. Tôi có thể hồi sinh người chết. Không, tôi có một con gấu vừa mới bị chết. Ông có thể hồi sinh con gấu cho tôi không? Rồi, đem xác nó lại đây.
Nhưng mà hồi sinh là phải trao đổi nha. Đổi sao? Một đêm Một đêm gì? Đêm trong một đêm mưa gió như thế này. Đêm trong một buổi trưa đầy ánh sáng như thế này thì ta thấy ta cần nước mắt của một con người cá. Không, nước mắt thì xưa rồi. Tao cần đá của người cá. Hả? Cần đá người cá đi. Đá người cá? Là cái gì? Là cái một viên đá được giấu ở trong hang của mấy con tiên cá đó. Tụi nó giấu kỹ lắm, khó có cách nào mà kêu tụi nó đưa cho mình viên đá đó lắm. Ủa, trong cái thế giới Minecraft này mình cũng có cái viên đá đó nữa hả? Có hết đó, mà tại người không biết thôi. Giờ có lấy được không? Nhưng ông có chắc là cái cục đó có thiệt trên đời này không? Có. Nhưng mà con... Giờ ở nhà ta mà nhảy vòng như con khỉ đột vậy hả? Giờ coi là con người hay là con khỉ? Tôi muốn hỏi ông về cái chắc... trời đói bụng quá, cho miếng bánh ăn đi. Rồi ăn hết luôn đi. Rồi ta có một dĩa bánh đó đó. Ôi cảm ơn nha. Ngon ngon quá. Ok bây giờ là... Ủa sao nó nằm ngoài đây rồi? Của tôi. Rồi không ngờ là cái dĩa của tôi. Thôi cho tôi đi mà. Tham ăn. Thank you. Nhìn nó ngon quá, tôi muốn đem heo vậy thôi. Ok, đá của người cá đúng không? Ôi xí. Hả? Mà người cá sống đâu? Người cá sống quanh quẩn trong cái hồ nè, trèo vòng mà tìm nó. Bình thường ta vẫn thường đi trèo tìm nó thôi. Ủa vậy sao em không tự đi lấy mà bắt tôi phải đi lấy? Mà cái mặt ta vậy, nó nói ta xấu quá, nó không có cho. À, phải là những người vô cùng xinh đẹp mới được, đúng không? Không biết nữa. Ok được rồi, do ông xấu nên nó không cho đúng không? Tôi đẹp chắc chắn sẽ cho đúng không? À, mà chưa nói hết rồi, cái xác con gấu đâu? Cái xác của nó té xuống dùng nhà mà nên không còn xác nữa. Lại một lần nữa rồi. Một lần. Khổ thân ta. Có được không? Được thì tôi đi lấy không thì thôi. Được. Không mà tôi là được, để ta suy nghĩ xem. Tôi nhờ Lan Y khác. Không có một Lan Y nào tốt hơn ta đâu. Để ta suy nghĩ xem. Ok tôi đi nha. Đi thì nếu người đi thì ta lấy cái gì ta thay cho xác con gấu đó. Tôi đi tôi kiếm đá cho ông nè, tôi đâu có biết đâu. Vậy ta biến con gấu thành một con cá nha. Không, không được. Tại sao? Nó phải ở chung nhà với tôi, nó ở... Người đem con cá mà người bỏ vô cái lọ, xong người đem cái lọ về. Nhưng nó không chạy vòng vòng, nó không giúp đỡ công việc hàng ngày của tôi được. Nó không lên bờ được. À, vậy để ta xem. À, ta sẽ biến nó thành một con heo vậy. No! Con heo có thể giúp ngươi được mà. Nó có thể ăn cà rốt trong nhà của ngươi giúp ngươi được. Nó chỉ biết ăn thôi, nó không biết giúp làm việc. Tôi cần một cái con gấu, tại vì con gấu của tôi nó biết đi săn cùng tôi nè. Vậy tao cho ngươi một con chó thì sao? Không, nó không to bằng con gấu, tôi không thích. Vậy ta sẽ biến nó thành một cậu bé. Cậu bé? Con người. Ok mà... Giống như ngươi. Được, cái đó được, cái đó hợp lý, tôi thích á. Đừng có giả vô cái mục mụn của ta. Vậy được rồi, để ta tìm đất sét và ta nặn nó. Còn ngươi hãy đi tìm viên đá đó đi. Ok, tôi đi đây. Đá người cá. Trên đời này có thật sự có đá người cá không? Ê, Bạch Tuột, mày biết đá người cá đâu không? Ôi trời, nhìn cái mặt mày kinh vãi mà chút ra mày. Đá người cá ở đâu nhỉ? Ôi dạ, hơi người cá ở đâu trời ơi, chưa. Đời theo hương qua mây mù văng thôi. Ôi mẹ ơi, làm cái gì mà giữa trưa có hồn hộp nào? Loạn xương khói phôi pha đường. Xa rồi. Trời ơi, nó cái gì mà giữa trưa ông nội nào rên mà nghe bấn loạn tinh thần. Ta vẫn ôi trời ơi, một cô gái. Ôi trời ơi, ôi người cá. Ôi trời ơi. Ôi hello chào bạn. Hello hai. Chào xin chào. Ơi, để xa ra đừng thấy ta là người cá rồi sáp vào làm quen nha. Ôi chào bạn, bạn là gì đó ơi? Ta lớn tuổi lắm rồi. Lớn bao nhiêu tuổi? Ba năm nay 18 tuổi rồi. À, tôi năm nay cũng cỡ cỡ đó. Ngươi đến tìm ta không có việc gì không hay là muốn ngồi nghe ta hát? Ô, tôi muốn cái đuôi của người bạn. Người theo. Mày muốn cái gì chứ? Tôi muốn... Nhầm. Tại tôi thấy cái đuôi đẹp quá, tôi bị... Im đi, tôi muốn nói chuyện với bạn. Bạn ơi, bạn gì đó? Gì? Bạn có biết đá người cá đâu không? Biết. Trời đầy ra. Ủa? Người theo hương hoa. Ê! Mù văng lắm. Cái gì hoài vậy má? Tôi đang nói chuyện với bạn mà. Nói cái gì thì nói đi. Rồi. Bạn có thể cho tôi một viên đá người cá được không? Ủa mày tưởng xin đá người cá dễ lắm hả mày? tôi có bánh nè, bạn ăn bánh không? Không. Bánh này ngon lắm, thử đi. Đồ vô ẹt dục. Thịt nè, ăn thịt đi. Người cá ăn chay mày ơi. Nè vậy ăn lá súng đi. Mày thấy lá súng dưới chân tao dậm không?
tao súng tao đập cho mày súng răng luôn bây giờ nè. Vậy bây giờ tao ăn cái gì? Không có ăn, giờ trưa rồi tao đang hát, giờ trưa nắng rồi. Ok, ê khoan. Qua mày mù văng lối cái gì? Bây giờ tôi sẽ ngồi nghe bạn hát và sau đó bạn cho tôi một viên đá được không? Ôi, đây có mấy con này nó ngồi nó nghe tao hát suốt ngày, tao đâu cần phải nghe đâu. Chứ bây giờ ông muốn sao mới cho tôi cái viên đá rồi cái. Hát hay người ta đi tao sẽ cho người. Hả? Ê cái này làm khó người khác quá vậy. Không thích thì thôi người. Ê đừng. Mày mù văn. Cái gì ta đang hát nè. Trời ơi tao phải làm khó người ta với cái con kia. Mày ngắt lời tao một lần nữa tao thề luôn, tao cạo cái đầu mày con nhỏ kia. Ok được rồi, ok được rồi. Người theo hương hoa mây mù văn lối, lan sương khói phôi pha đưa bước ai xa rồi. Rồi cái gì đứng nó luôn đi. Đi ra chỗ khác cho người ta hát. Cho tôi một viên đá người cá đi. À, kêu hát hay hơn ta đi rồi ta sẽ cho. Nhưng mà tôi không biết hát. Không biết hát thì về tập hát đi rồi quanh lại. À, giờ tôi hát sao vậy? Phải hát làm sao cho một chủ đề đi. À, ta sẽ cho chủ đề là ta đang nghe muốn nghe nhạc con voi. Con voi. Đúng vậy. Ok. Nhà có con voi không? Giờ tôi hát miễn sao là có con voi mới được rồi đúng không? Ừ. Chú voi con ở bàn đông. Xong. Hát cái đó gọi là hát rồi, cái đó ta cũng hát được vậy. Thôi vậy ta đi đây. Ok, đừng lại. À, quên. Người cá không đi xuồng quên. Ta đi đây. Chú voi con ở bàn đôn, không có nhà nên còn trẻ con. Từ rừng già chú đến với người, phân ham ăn với lại ham chơi. Rồi, hát được rồi. Trời giúp đá đi. Được rồi, muốn đá người cá đúng không? Ừ. Người theo mây mang mây dân lối. Đập cái chai vô đầu là có thể thấy được. Thấy cái gì? Người ca đi theo ta. Ok. Ui hên quá. Cuối cùng hàng này nó không còn điên nữa. Chung cái đầu giúp cái lỗ này đi. Ê, làm sao tôi hở cái nước xuống, hở dưới nước được? Tao đập vô đầu mày rồi, giờ mày có thể thở được dưới nước rồi. Chung xuống đây. Ok, ê, đây lấy đuốc rồi cho sáng rồi đã. Từ từ chân tôi với. Sẵn rồi, người cá bây giờ có đèn điện rồi, đừng có lo. Cái gì nhiều quá vậy? Đá người cá. Ừ. Ủa sao nhiều vậy? Trời ơi, cái này nó dễ muốn chết. Mỗi năm đá này sản xuất ra thì đóng. Cái này thật ra là nước miếng người cá phun ra đó. Nước miếng của người cá mà nó đóng thành khói luôn hả? Ừ. Ủa cái gì mở dơ dữ vậy? Ờ, ta vừa bơi nước á, bị ba cái cặn vô họng á, ói phẹt. Ừ, được rồi. Lấy cho tôi đi, bự, tôi không đập đâu, cứng quá à. Rồi. Ok, cho tôi. Rồi. Ok, cảm ơn nha, bye bye nha. Đi. Dạ trời ơi. Người theo hương qua mây mù dần lối. Mày hát dở quá mày ơi, mày im đi mày ơi. Ê, con quỷ trả đây người cá. Con quỷ. Nên chấp nhận sự thật đi. Hát gì mà y như chai em mà cứ hát hoài. Chai em là thằng nào hát hay hơn tao. Tao đi đây. Quỷ mày đi luôn đi, mày đừng có lại. Ờ, tao đi luôn đây. Cứ đồ hát dở mà hát hoài. Trưa đó mà nghe mày hát mà á khẩu luôn à. Ông già, tôi có cặp, tôi có cái đá người cá rồi. Mày nhìn tao giống ông già đó mày. Đạo sĩ thúi. Mà mày thú quắc vậy nhỏ ơi. Ô, tôi không biết nữa, hồi nãy cái thằng người cá nó đập cái gì trong người tôi, nó nói là tôi sẽ hở được dưới nước, sau đó nó... Tôi về và tôi cảm thấy người tôi nó thúi thúi như thế này nè. Uống cái này vô đi. Uống vô hả? À? Ừ, đó là sữa thần á. Sữa thần hả? Ui, hết rồi nè, ôi cảm ơn nhiều nha. Rồi đâu, đá người cá đâu? Đây đá người cá đây, người của tôi đâu, con gấu của tôi đâu? Thì đưa ta trước, ta mới có đồ ta làm phép chứ. Ô là phải dùng đá người cá để làm phép hả? Ủa chứ mày tưởng tao làm ăn tiền mày hả mày? Ôi tốt dữ vậy. Ê, đừng có nhìn như một rồi nha. Nhìn như một lần nữa là ăn tiền. Ôi, không nhìn, nè đá nè, làm đi. Đó. Rồi đi, hai bữa nữa quanh lại có. Cái gì? Giờ muốn hay không? Làm liền giờ đi. Không có được rồi, lỗ mũi tao nhõng là tao nóng rồi nha mày. Để lỗ mũi tao nhõng luôn nha mày. Tại sao không làm liền bây giờ? Lỗ mũi tao nó nhõng thẳng băng là tao bực lắm rồi nha. Đừng đi giữa trưa tao chửi nha. Thôi giờ phải đi 2 ngày sau mới có hả? Ừ. Vậy là 2 ngày sau quay lại. Tại sao phải 2 ngày dữ vậy? Đi lèm bèm nữa là lần sau đem tiền lại chuột người nha con. Người có đó không? Vào đi. Ôi. Ôi vô rồi. Con có gấu tôi đây đúng không? Ê, khoan đã. Hả?
ta nhắc ngươi một điều. Sao? Khi mà ngươi đem con gấu này về á, ngươi đang làm ta tức á. Không nhìn. Bình tĩnh xuống lỗ mũi, bình tĩnh xuống lỗ mũi ơi, đừng nhìn vào thẳng một rùi của ta. Tôi không có nhìn một rùi ông đâu. Thì ngươi đem con gấu về, ngươi phải biết bảo vệ nó, vì đây là sinh mạng cuối cùng của nó. Sinh mạng cuối cùng hả? Sao kỳ vậy? Thì ta đã tạo ra một hình nhân, được làm thành hình nạm, đó chỉ là một hình nạm thôi, hiểu không? Nếu nó chết nữa thì nó sẽ chết luôn á. Sí, nó có dễ kiểu như là hàng giả nó dễ bị bung bị rớt phải không? Không, nó hoàn toàn như người thật. Nhưng mà chỉ là một cái sinh mạng cuối cùng đúng không? Vậy như con người thôi. Đúng vậy. Ok, hiểu rồi. Thôi đừng, được rồi, đừng có nói nhiều nữa, tôi giải cứu cho nó cái đó. Ui, con này con gấu của tôi đó hả? Gấu ơi, tỉnh dậy đi em, chị đã dậy hót cho em rồi, gấu ơi. Gấu ơi. Gì vậy, tôi đang bơi trong nhung nham mà. Dậy đi em ơi, dậy đi gấu dậy. Tôi đang bơi trong nhung nham mà. Hết nhung nham rồi. Ủa cái này là đâu vậy? Được hồi sinh rồi, dậy đi. Ở đâu mà nắng ấm quá vậy? Em lên thiên đàng. Ủa mà sao tôi không cảm thấy nực nổi nữa? Dậy ngay, trời ơi. Ủa, cái này là đâu phải tôi đâu. Cái bụng bự của tôi đâu rồi? Bụng bự của tôi đâu rồi? Em đi được bằng hai chân rồi đấy gấu. Ôi, mẹ tôi nói đúng nè, lớn lên rồi tôi đi được bằng hai chân. Em đã lớn rồi đó. Wow. Và bây giờ thì tôi có thể bơi. Cái da gấu của em thì em đã đội trên đầu của mình, em có thấy không? Tôi đội một cái nón. Tôi đội cái nón của tôi hả? Đúng rồi, đó là cái đầu của em á, người cho để người ta biết cái đó là giờ cái vẻ bề ngoài của em á. Tôi bơi được nè. Bây giờ tôi là thành một cậu bé rồi, tôi thành một con người rồi. Yeah, đúng rồi, thôi rồi đi về thôi nào. Cảm ơn ông nha, ông đội sĩ thúi. Ê, con gấu đó, bây giờ ông chửi tôi đội sĩ thúi rồi mày đứng lại. Ôi, ui da, gấu, cứu mèo. Lên nè. Ui da, lên. Ok, lên. Bây giờ thì chúng ta hãy về với căn nhà trên núi của chúng ta thôi nào, ở đây đó sẽ an toàn hơn. Giờ tôi về đó tôi ở, không ai bắt tôi nữa. Đúng rồi, mình có thể đánh hết những cái thằng dân làng nữa. Những thằng dân làng sẽ không công đầu em được nữa. Ok.